xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nguyễn Phát. Hôm nay Nguyễn Phát sẽ làm một chủ đề video về lọc nước. Và trước mặt đây, trước mặt các bạn đây sẽ là một bộ lọc nước rất là xịn sò đến từ đất nước mặt trời mọc, đó là Nhật Bản các bạn nha. Rồi ok, thì cái bộ lọc này thì mình cũng đã nói chung là mình đã bỏ tiền ra mình mua bộ lọc này đâu khoảng cỡ trên 10 triệu. Nên mình xin phép quảng cáo một tí là phía sau lưng mình đây là tiệm cá cảnh của Nguyễn Phát, chuyên bán những dòng cá bảy màu. Nếu như bạn nào có yêu thích về dòng cá bảy màu cũng như là đam mê dòng cá bảy màu thì có thể ghé thăm Nguyễn Phát cũng như là ghé mua cái ủng hộ cho Nguyễn Phát để Nguyễn Phát có thêm tiền để ra được nhiều video hay hơn như ngày hôm nay. Đó. Địa chỉ là 2-4 đường Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận Tân Bình các bạn nha. Shop có tên là BT Gấp Bị Shop, các bạn có thể search ở trên Google Maps là nó ra luôn. Rồi, thì số điện thoại của Nguyễn Phát là 0382301092. Rồi ok, hết phần quảng cáo. Nếu như bạn nào yêu thích mình có thể ủng hộ cho mình, ở xa ở gần gì cũng được các bạn nha. Bao nhiêu tiền cũng được, miễn sao là các bạn ủng hộ mình là mình vui rồi. Rồi, bây giờ quay trở ngược lại chương trình hôm nay, là cái bộ lọc này là cái bộ lọc gì mà mình đi review. Thì trước tiên mình sẽ nói về xuất xứ của cái này. Bên Nhật Bản người ta sẽ sinh hoạt rất là kỹ trong môi trường nước. Các bạn có để ý cá coi mà có thể sống trong nước cống được không? Tại vì người ta xử lý nước rất là tốt. Thì thành thử ra bộ lọc nước của Nhật Bản là coi như tuyệt vời ông mặt trời luôn. Và tuyệt vời ở điểm nào là tại vì người Nhật người ta sử dụng rất là kỹ trong cái môi trường pH nước. Ví dụ như người ta sẽ chia ra pH 3 là pH mang tính axit, thì người ta sẽ để sử dụng là rửa tay để sát khuẩn, rửa tay để sát khuẩn. Còn cái môi trường pH 5, 6, 6.5 thì người ta sử dụng để rửa mặt, để cho cái làn da của người ta càng ngày càng căng bóng và đẹp hơn. Các bạn thấy người Nhật là họ cái gương mặt của người ta cũng khá đẹp. Còn cái mức pH 7, 7.5 thì người ta dùng để uống hàng ngày. Rồi cái mức pH mà 8.5 là người ta để rửa rau, để rửa rau các bạn không. Rồi cái mức pH 9.5 là người ta pha trà, có nghĩa là pha trà là giúp cho cái trà nó ra cái tinh chất gì đó, thì mình không nhớ nữa, mình đọc sơ qua rất là lâu rồi. Rồi ok, thì quay trở lại ngược về Việt Nam, người Việt Nam sử dụng mức pH bao nhiêu? Người Việt Nam sử dụng mức pH 8.5. trong cái môi trường nước máy ở Việt Nam là cái mức pH ra khoảng từ 8, 8.5 cho 9.5, để sử dụng là dùng để uống hoặc là sinh hoạt hàng ngày rất là ok. Nhưng mà đối với việc mà nuôi cá thì sao? Nếu như các bạn đã nuôi cá ở mức pH này thì các bạn sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Thì mình xin phép nói luôn, nếu như các bạn nuôi cá ở mức pH mà 8 chấm trở lên tới 9.5 thì các bạn sẽ không nuôi cá được. Nếu giả dụ có nuôi cá được thì các bạn sẽ thấy một tình trạng là con cá nó hay chết bất đắc kỳ tử. Tự nhiên đem về nuôi cái nó chết rồi, không hiểu lý do tại sao. Vì thế là nó sẽ ra những cái sản phẩm là tăng pH rồi giảm pH các kiểu. Nhưng mà cái vấn đề ở đây diễn ra là như nào? Đối với một mức nước mà pH thấp muốn lên pH cao thì chúng ta chỉ cần bỏ san hô vô, nó sẽ lên tăng dù dù rất là đơn giản. Ví dụ như pH 5 chấm, các bạn bỏ san hô lên cái tự động nó lên 7.5. thích hợp để nuôi cá, cái mực pH nuôi cá là từ 5.5 cho đến 8, cho đến 7.5. Nhưng mà bây giờ nước máy nó ra là 8.5, 9.5 thì làm sao nuôi cá? Mà hạ mức pH thì cực kỳ khó. Đối với các bạn đã sử dụng những cái sản phẩm mà hạ pH như là những cái thuốc hạ pH, rồi những cái mật ong, những cái chanh, nói chung là bất cứ một cái cách nào đi chăng nữa thì đều không hiệu quả. Tại vì Nguyễn Phát là người đã tận mắt tận tay làm ra những cái đó, để thử những cái đó, thì cuối cùng là đối với những cái sản phẩm mà thuốc thì chỉ cần 2-3 tiếng đồng hồ sau là mức pH nó sẽ tăng trở lại. 8.5 hạ xuống 7.5, 6 chấm thì sau 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ hoặc nửa ngày thì nó sẽ tăng trở lại, thì coi như là công cốc. Sau một thời gian gọi là nghiên cứu tìm tòi về cái sản phẩm lọc nước thì mình phát hiện ra có một cái loại lọc nước của Nhật Bản, nó là cái máy lọc phân điện cực, chứ không phải phân cực, điện cực. Cái máy này có 5 lớp điện cực để điện cực những cái ion hydro trong nước, giúp cho mức pH của các bạn sẽ đúng chính xác theo cái nhu cầu các bạn muốn. Thì mình xin phép nói thêm là 10 triệu ở đây á, là cái máy này là 8.5 triệu nè. Cái máy này thì cái bộ lọc này thì nếu như các bạn nào có ở nhà rồi thì các bạn có thể mua máy này sử dụng thêm, hoặc là nếu như bạn nào chưa có thì các bạn có thể mua đâu đó khoảng 2 triệu. Ngoài ra nó còn phải có cục adapter về điện 110, và nếu như các bạn áp lực nước các bạn thấp quá thì các bạn sẽ có một cái máy bơm. Ở đây mình mua tại sao có 8.5 triệu thôi. Cái máy này đúng chính xác các bạn biết bao nhiêu tiền không?
ở bên Nhật cái máy này nó bán mới khoảng 42-45 triệu. Còn cái máy này là cái máy bãi của nó, máy bãi Nhật, thì nếu như bạn nào xài đầu bãi của Nhật thì các bạn sẽ biết nó tốt, cực kỳ tốt như thế nào. Thì mà mình liên hệ mình mua được cái này và mình đem về để mình cho các bạn xem nó thần kỳ như thế nào. Và mình sau khi mình sử dụng để test cho các bạn xem nước nuôi cá thì mình sẽ sử dụng để mình sinh hoạt hàng ngày, để uống, để ăn. Chứ cái máy này mà tính ra mà để nuôi cá thì chỉ có mấy anh dạng như gọi là đại gia nhiều tiền. À mình xin phép nói nữa nha, nếu như bạn nào muốn mua, những anh nào, những bác nào, những cái anh chị nào, những em nào có tiền một chút muốn nuôi cá mà xịn sò một tí thì chúng ta có thể liên hệ Nguyễn Phát để mua cái máy này về các bạn nha. Mình có cái nguồn hàng bãi bên Nhật đem về, nên giá nó sành sẽ rẻ hơn. Đối với những anh nuôi cá mà thuộc dạng cá dài triệu một con, dài triệu một con, thì chúng ta nên có một cái máy như này để coi như là để làm mới hát cho tốt các bạn nha. Ok, thì mình sẽ nói sơ về cái cách hoạt động của cái này. Thì đầu tiên ở đây là nước nuôi cá ha. Xong rồi vô cái đầu tiên này là nó lọc những cái cặn bẩn bự ha. Xong rồi cái thứ hai này nó sẽ lọc phèn, lọc clo ha. Cái thứ tư này, cái thứ ba này nó sẽ lọc những cái hạt tinh chất nano mà nó nhỏ tí ha. Thì sau khi mà nó lọc qua ba cục này thì nó đã quá sạch rồi. Rồi, chúng ta có thể nuôi cá được rồi, nhưng mà cái mức pH nó sẽ không giảm, tại vì cái ion nó ở mức độ là nhỏ hơn nano rồi, thì thành ra là cái này nó sẽ không tách được cái pH. Thì bắt buộc phải qua một cái máy này gọi là máy điện cực pH. Thì qua trong đây nó sẽ có năm tấm lọc điện cực, là nước nó sẽ trôi qua bên đó rồi bắt đầu nó giữ lại những cái ion trong đó, là bắt đầu nó ra cái nước đó là vừa sạch mà pH vừa tốt. À rồi, các bạn hiểu chưa, các bạn hiểu nôm na cái vấn đề mình đã nói chưa? Rồi thì bây giờ mình sẽ gọi là thử cho các bạn xem. À mình sẽ thực nghiệm cho các bạn xem để các bạn thấy được sự kinh khủng của nó như thế nào. Ok. Ok các bạn, thì mình sẽ xin giải thích thêm về những cái mục ở trên cái máy này nha các bạn nha. Các bạn thấy tiếng Nhật quá trời luôn không? Thì ở đây cái người mà nhập máy này về, người ta cũng chịu khó, người ta in ra được một cái bản hướng dẫn sử dụng cho mình, thì mình cũng dễ dàng sử dụng. Ở dưới đây là cái mức màu hồng này tương đương với cái mức màu cam với lại cái mức màu đỏ này ha. Thì cái nó vừa dùng để sát khuẩn và để đánh răng rửa mặt. Thì cái mức xanh này là cái mức này tương đương với cái này là nước tinh khiết 7.0, là để dùng để uống nè, để pha sữa nè cho em bé nè, các bạn thấy không? Rồi, cái tiếp theo là chúng ta có 1, 2, 3. Thì ở đây 1, 2, 3. À, 1, 2, 3 đây, 1, 2, 3 trên đây ha. Thì cái 1, 2, 3 này là mức nước uống trực tiếp nè, chính để uống trực tiếp nè, nước pha trà nè, các bạn thấy không? Rồi, nước 10 là để ngâm rau củ quả nè, các bạn thấy không? Thì chúng ta bật máy lên. À, bật máy lên thì bây giờ mình sẽ chọn ở cái mức 7 để mình nuôi cá nha các bạn nha. Đó, cái này thì nó chỉ là cái máy điện cực thôi, thành ra cái quá trình sử dụng sẽ rất là lâu. Chủ yếu là các bạn sẽ thay những cái bộ lọc này nè. Những cái lõi lọc này là những cái lõi lọc mà ở Việt Nam bán rất là nhiều và rất là nhiều chỗ bán. Thì các bạn thay cái này, nước nó ra nó tinh khiết rồi, nó sẽ vô cái máy này, nó chỉ điện cực thôi. Nên các bạn yên tâm là sử dụng cái này rất là lâu. Rồi bây giờ thì mình sẽ xin phép là thực hiện cho các bạn xem. Đây, cái mức pH ở đây, cái mức pH ở cái thao này là 10, 9 chấm mấy quên rồi, mình không nhớ nữa, nhưng mà nói chung cũng khá là cao. Đây. À 9.7 ha các bạn ha. Khoảng 9.7 thì nó sẽ hút vô và nó đi qua ba cục này, và tiếp theo là nó đi tới cái máy này và nó sẽ xả ra cái này. Bây giờ mà sẽ bật máy lên để cho nó xả ra cái mực pH là sẽ là mình sẽ chỉnh là 7.0 các bạn nha. Bây giờ mình đã ghim điện vô rồi, máy bắt đầu nó hoạt động rồi đó. Và nước nó đã xả ra nè các bạn thấy không? Nước nó khêu sau khi nó đi qua bộ lọc thì nó đã xả ra được cái ly. Thì đợi tí nước hơi đầy đầy đi rồi mình sẽ xả cho các, mình sẽ đo pH lại cho các bạn xem. Thì cái này chúng ta có thể tùy chỉnh được cái mức pH theo cái lượng nước. Ví dụ như cái lượng nước nhiều thì nó sẽ chỉnh pH là nó sẽ không đúng. Các bạn sẽ chỉnh cái mức cái lượng nước chảy ra nhẹ nhàng thôi là nó sẽ ra cái mức pH tốt. Rồi ok, bây giờ nó đã đầy nước rồi, mình sẽ tắt máy rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đo lại một lần nữa về cái độ pH của cái máy ra này nha các bạn nha. Các bạn đang thấy ra nó ở mức 8.0 và nó đang giảm rất là nhanh ha. Nó đang giảm rất là nhanh. Thì nó sẽ giảm khi nào mà trong vòng khoảng 30 giây mà đồng hồ nó cứ nhích lên nhích xuống ở một cái con số, ví dụ như 7.5, 7.6, 7.5, 7.6 thì cái mức pH đó nó đang là chính xác.
còn nó đang này nó đang trên quá trình là giảm rất là nhanh ha các bạn nha. Đây 7.5 rồi nè, từ 9.8 mà giảm xuống còn 7.5 mà trong vòng một nốt nhạc luôn, không cần phải đợi chờ gì hết. Thì cái này á, nó sẽ không tăng pH lại, tại vì cái những cái ion trong nước nó đã bị lọc sạch rồi nha các bạn nha. Đây nó đã dừng ở mức khoảng 7.4 7.5 nè các bạn không, tại vì mình chỉnh cái mực nước nó hơi nhiều, thành ra nó sẽ không tụt xuống 7.0. nếu như mà các bạn chỉnh cái nước nó nhẹ hơn một chút thì nó sẽ tụt xuống 7.0 rất là dễ dàng. Đó các bạn thấy không, nhưng mà từ 9.8 xuống 7.5 7.4 cái rét luôn là quá ok rồi. À các bạn thấy nó đồng hồ nó đứng luôn rồi không, thấy cái bút đo nó đứng lại luôn, cứ ngắt luôn 7.4. Nhiều bạn hỏi sao không đúng 7.0 hả, thì chứ hồi tôi mà tiết kiệm nước lại là nó ra 7.0. Đó ok. Còn nếu như các bạn nào muốn tăng pH, cái pH của các bạn ở nhà các bạn là 5, các bạn muốn lên 7 thì các bạn cứ bấm vô 7 thì nó sẽ 7.0, 7.2, 7.5 hoặc 6.8, 6.9 gì đó. Nói chung nó nằm ở cái mức trung tính á thì nó sẽ rất là tốt các bạn nha. Còn các bạn muốn chỉnh lên 10 cũng được luôn, từ 5.5 chỉnh lên 10 cũng được, mà từ 10 chỉnh xuống hạ xuống 5.5, hạ xuống 3 cũng được luôn. Nó hay vậy đó, người Nhật người ta làm ra cái thứ hay ho vậy đó. À đã không, trời ơi nó hơi nhiều tiền tí nhưng mà coi bộ là cũng gọi là có khả thi, có khả quan. Chứ còn mà nuôi cá mà cái pH này không kiểm soát được khó chịu lắm, cá nó dễ bị chết, nó nhạt màu rồi nó không ăn rồi nó tớp đuôi rồi nó ốm rồi tùm lum tùm la bệnh xảy ra hết, mệt lắm nha các bạn nha. Ok, vừa rồi mình đã cho các bạn xem được cái sự thần kỳ của cái máy lọc nước Nhật Bản này như thế nào rồi. Nếu như các bạn thấy video này hay, nhớ like, share, comment và đừng quên để lại cho Nguyễn Phát mình một cái đăng ký các bạn nha. Còn bạn nào yêu thích muốn ủng hộ mình ra những cái video hay hơn, để giúp cho mình có tiền để ra những video hay hơn, thì các bạn có thể ghé ủng hộ ở cái shop mình ở 2-4 đường Nguyễn Sĩ Sách, phường 15 quận Tân Bình. Shop có tên là BT Gobi Shop các bạn nha. Số điện thoại của mình xin nhắc lại một lần nữa là 0382301092. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.